Mới chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho quý anh chị và các bạn cách kiếm những cái bài nhạc không bản quyền để chúng ta có thể ăn ngon ngủ yên khi mà làm YouTube. Hiện nay nhạc bản quyền nó rất là gắt, nên chúng ta dùng những cái bản nhạc không bản quyền như là một cái gì đó bảo hiểm cho cái kênh YouTube của chúng ta. Thì các bạn vào cái phần tạo và vào cái phần đó, thư viện âm thanh, thì các bạn thấy YouTube cung cấp cho bạn một cái hệ thống thư viện rất là hoành tráng. Từ đây thì bạn có thể lọc những cái bài nhạc cũng như là có ghi nhận tác giả hay là không ghi nhận. Mình nghĩ là không bắt buộc ghi nhận tác giả đi ha, đỡ mất thời gian ngồi ghi bài nhạc của ông này, bài nhạc của ông kia mệt lắm. Không có ghi nhận ai hết, chúng ta lọc theo cái bước đó. Bạn có thể nghe review trước khi mà các bạn tải về ha. Và để tải một bài nhạc thì các bạn bấm vào cái phần mũi tên chỉ xuống đó, thì nó sẽ tự động nó tải về máy tính của bạn. Và YouTube cung cấp cho bạn một hệ thống thư viện âm nhạc rất là đồ sộ. Và mình đố các bạn là có bao nhiêu bài nhạc mà không phải ghi nhận bản quyền của tác giả. Và mình đã kéo cái toàn bộ nhạc của YouTube về một cái folder ha. Các bạn thấy rất là nhiều những cái bài hát mà dùng đến khi nào dùng không biết đến khi nào mà hết. Tổng cộng có đến 3.088 bài nhạc hay gì đó, và dung lượng file lên đến hết hồn không, 17.4 GB. Mà cái này mà mình chia sẻ đến quý chị và các bạn thì không biết các bạn có download nổi về hay là không, tại vì download từng những cái bản nhạc thì nó rất là mất thời gian. Ở đây thì mình đã chơi nguyên một cái thư viện về máy tính luôn, thích cái bài nào thì kéo vào phần mềm rồi thêm vào làm cái nhạc nền thôi. 17.4 GB, nếu như chia ra mỗi ngày chia sẻ các bạn 500 MB ha, thì không biết bao nhiêu ngày thì các bạn download xong 17.4 GB này cũng là một cái vấn đề nan giải, tại vì ổ cứng của mình thì nó không có đủ để chứa những cái bản nhạc này. Đó, quá trời nhạc, tha hồ mà làm video. Rồi thôi, trong video này chủ yếu hướng dẫn cho các bạn cái cách là tải cái bản nhạc không bản quyền của YouTube về để làm cái nhạc nền, để làm cái gì đó cho cái video của bạn mà không gặp bất kỳ những cái trở ngại gì về vấn đề kiện cáo về âm nhạc. Tại vì nhạc của YouTube thì họ khuyến khích các bạn là nên dùng cái kho âm thanh này để làm video và kiếm tiền. Cái này thì bạn có thể dùng cả thương mại, phi thương mại, hay là dùng bất cứ vấn đề gì ha, không có trở ngại gì về vấn đề bản quyền cả. Ai kiện bạn thì bạn móc luật YouTube ra, bạn nói chuyện cho họ xanh mặt. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh YouTube. Mến chào và hẹn gặp lại.